ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã vừa ra quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định số 3490 QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2010 về việc cho phép công ty cổ phần Thảo Nguyên khảo sát địa điểm, quy hoạch xây dựng văn phòng, khách sạn, nhà hàng, bãi trưng bày sản phẩm ở khu vực nút giao thông quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Lý do thu hồi được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra là dự án không được triển khai thực hiện. Ngoài ra, công ty cổ phần Thảo Nguyên đã có văn bản số 08 ngày 14 tháng 1 năm 2021 xin dừng khảo sát địa điểm, xây dựng văn phòng, khách sạn nêu trên và đề nghị thu hồi quyết định số 3490 ngày 1 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo tỉnh giao giám đốc các sở, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Long và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định trên. Về công ty cổ phần Thảo Nguyên, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8 năm 2009, có địa chỉ tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đến cuối năm 2019, công ty Thảo Nguyên có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, tổng tài sản là 57 tỷ đồng do ông Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Tại doanh nghiệp này, ông Nguyễn Thanh Tuấn nắm giữ 83,33% vốn điều lệ, ông Đặng Thế Vinh nắm 13,33% và bà Đặng Thị Huệ nắm 3,33% vốn điều lệ tính đến cuối năm 2019.